em đã quay lại với kênh tin tức của tôi ngày hôm nay. Một chủ tịch huyện ở Thừa Thiên Huế vi phạm nồng độ cồn. Tổ công tác số 5 của Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính với một chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn do vi phạm nồng độ cồn. Tối ngày 16 tháng 9, tổ công tác số 5 của Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và trực tiếp xử lý vi phạm theo kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, chuyên đề người điều khiển xe trên đường và trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn tại thành phố Huế. Đến 22 giờ 48 cùng ngày thì tổ công tác dừng ô tô mang biển kiểm soát 75A017 do tài xế PCM sinh năm 1975 trú tại Thừa Thiên Huế điều khiển. Qua kiểm tra bằng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, cảnh sát đã xác định tài xế M vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,064mg trên 1 lít khí thở. Và trao đổi với tổ công tác số 5 thì tài xế M cho biết bản thân hiện đang công tác tại Ủy ban nhân dân huyện PL. Cảnh sát đã tiến hành xác minh người vi phạm là chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện này, đồng thời là trưởng ban an toàn giao thông huyện, và tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời sẽ làm thông báo vi phạm lục thông gửi về đơn vị công tác của người vi phạm để có hình thức xử lý cơ quan. Và trước đó 6 tổ công tác của Bộ Công an đã thực hiện đôn đốc kiểm tra và trực tiếp xử lý vi phạm về nồng độ cồn ở nhiều tỉnh thành phố cả nước. Trong quá trình công tác thì các tổ này thực hiện nghiêm chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, với chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, kiên quyết xử lý vi phạm, xử lý theo 100%, đó là không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm là cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang. Tin ngày tối ngày 17 tháng 9 đến 5 tháng 2 đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên ấn đăng ký và chuông nhé. Tạm biệt.